Đã bao giờ bạn vô tình quay được một cảnh hiếm gặp nào chưa? Đây là danh sách những người may mắn quay được những cảnh khó tin. Lần tới, nếu bạn có chĩa camera quay được video nào thú vị, thì hãy chia sẻ với chúng tôi nhé! Bắt đầu nào! Khỉ đột nhảy breakdance. Trong một đoạn clip nổi tiếng do sở thú Dallas đăng tải, chú khỉ đột lưng bạc Zola đang thể hiện kỹ năng nhảy breakdance của mình. Sau vài giây vùng vẫy nghịch ngợm trong một vũng nước, chú khỉ đột đã trình diễn những bước nhảy đặc trưng của mình. Một động tác quay 4 vòng hoàn hảo đạt tiêu chuẩn Olympic luôn. Khỉ đột là những con vật khổng lồ hiền lành và có nhiều hành vi, cảm xúc giống con người. Ví dụ như chúng cũng biết cười và biết buồn. Trọng lượng trung bình của một con khỉ đột núi đực trưởng thành là 181 cân. Vậy trên lý thuyết, nó có thể nâng tới 1.800 cân. Nhưng nó toàn tận dụng thời gian rảnh rỗi của mình để luyện tập kỹ năng nhảy nhót thôi. Đoạn clip trên lan truyền chóng mặt, nhận được hàng triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận. Thậm chí có người còn bình luận là, phải nói thật là, động tác xoay mượt đấy. Diều hâu cắp dời. Bạn có thấy những con chim hùng dữ hay những con chim săn mồi hấp dẫn không? Nếu có, thì con diều hâu dời được tìm thấy ở châu Phi này là loài chim dành cho bạn đấy. Hãy xem cảnh con diều hâu săn mồi dễ dàng tóm gọn một con dời ngay trên không trong chế độ quay chậm đi này. Muốn biết điều gì làm cho diều hâu dời trở nên thú vị không? Dời chính là nguồn thức ăn hàng ngày chủ yếu của diều hâu dời. Chúng chỉ được tìm thấy trong một vài vùng giới hạn trên trái đất và chúng có nguồn gốc từ châu Phi cận Sahara. Ngoài vùng bản địa là châu Phi, chúng cũng sinh sống ở New Guinea và Malaysia. Một trong những điểm khác biệt của loài chim ăn dơi này là đôi cánh của chúng. Mỗi bên cánh của chúng đều rất dài và được bao phủ bởi bộ lông màu nâu. Phần còn lại của cơ thể cũng được bao phủ bởi một bộ lông dày, sẫm màu nâu đen trừ vùng ngực, cổ họng và vùng xung quanh mắt. Điểm thú vị là ngay chính giữa thân hình mảnh mai của chúng lại có một vệt đen chạy ngang. Nhưng kỹ năng săn mồi của chúng mới là điều khiến chúng tôi chú ý. Môi trường sống của loài chim săn mồi này kéo dài từ các khu rừng nhiệt đới rậm rạp đến các bụi cây bán khô hạn. Chúng chủ yếu hoạt động vào thời điểm hoàng hôn hoặc bình minh. Đây cũng là lúc chúng đi săn con mồi yêu thích của mình. Đoán được nó là con gì không? Dời chứ còn gì nữa? Xe tải kéo bốc đầu. Ai biết một chiếc xe tải kéo rơ móc có thể tuyệt vời đến mức này cơ chứ? Bạn đã bao giờ nhìn thấy một chiếc xe tải kéo thực hiện một màn bốc đầu chưa? Xe tải kéo thậm chí còn có thể trượt cua gấp như người lái xe tài năng này đang thực hiện đây. Trượt bánh khi cua gấp là một kỹ thuật lái xe mà người lái xe cố ý tăng tốc khi cua xe, trong khi vẫn kiểm soát và điều khiển xe qua hết góc cua. Và đúng rồi đó, xe kéo cũng có thể làm điều đó. Các cuộc thi cua gấp đầu tiên được phổ biến lần đầu ở Nhật Bản vào những năm 1970, và các cuộc thi cua gấp sau này bắt đầu được tổ chức trên toàn thế giới và được đánh giá dựa trên tốc độ và kỹ năng trình diễn. Chiếc xe máy kéo này thực sự đã chiếm hết ánh đèn sân khấu rồi. Máy kéo xuất hiện lần đầu vào thế kỷ 19 khi động cơ hơi nước trên bánh xe được dùng để giúp lái máy móc công nghiệp cơ khí bằng cách sử dụng dây đai linh hoạt. Động cơ hơi nước di động đầu tiên được sử dụng cho mục đích nông nghiệp được phát minh vào năm 1812. Diễn trò trên ghi đông. Hãy xem Mike Hucker-Clark đang dạy mọi người mẹo mới trên ghi đông của mình kìa. Anh ấy đã thực hiện những trò tương tự thế này kể từ khi có chiếc xe đạp đầu tiên. Nhưng phải đến năm 2010, anh ấy mới được biết đến rộng rãi. Và nhìn qua thì có vẻ anh chàng này có thể đi xe đạp bằng ghi đông ở bất cứ nơi nào mình thích. Theo Mike thì làm vậy không có khó lắm. Nhưng chúng tôi nghĩ là để làm được như thế thì phải luyện tập nhiều lắm đấy. Gì thì cũng phải an toàn đã, phải không nào? Mike đã tạo dựng được sự nghiệp của mình chỉ bằng những trò trình diễn trên xe đạp. Và không những thế còn tạo được tiếng vang rất lớn. Không phải ai cũng có thể làm được như thế đâu. Vậy nên anh ấy mới nổi tiếng như vậy. Những màn trình diễn và mánh khóe thú vị của Mike đã khiến anh ấy trở thành nhân vật được đông đảo khán giả yêu thích tại mọi sự kiện xe đạp BMX. Đi xe đạp trên ghi đông không hề dễ dàng chút nào với mọi người, nhưng Hucker là một trong những tay đua có tài năng thiên bẩm và niềm đam mê từ bé với xe đạp.
Hucker là một tay đua xe đạp đến từ California với phong cách đi xe lướt uyển chuyển. Nếu chó biết bay. Ngày nay, trò dù lượn rất là phổ biến với hàng ngàn fan hâm mộ. Những năm 1950 là thời điểm môn thể thao dù lượn như mọi người đã biết ngày nay bắt đầu hình thành. Nhưng họ có bao giờ nghĩ là sẽ có cảnh tượng như ngày hôm nay không? Một video từ nước Pháp về một con chó lông trắng mịn đang bay lượn với chủ đang lan truyền trên Internet. Đây chính là thành quả của việc kết hợp trò dù lượn và việc dắt chó đi dạo đấy. Mặc dù không phải ai cũng có đủ can đảm để thử sức với môn thể thao mạo hiểm này, nhưng chú cún này lại tỏ vẻ rất thích cảm giác mạnh khi được đi với chủ nhân của mình. Trong video, người ta thấy chú cún đang lướt đi trong không khí và đắm mình trong trải nghiệm mạo hiểm. Cún ta đang được buộc dây nịt con người để nằm bên dưới chủ, trong khi người chủ thì vừa quay lại hành trình, vừa phải thỉnh thoảng vỗ về để chú cún thấy thư giãn. Người chủ cho biết cuộc sống của anh đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi anh nhận nuôi chú chó 3 tuổi này, và anh cũng chia sẻ rất nhiều hình ảnh về chú chó ấy lên trang cá nhân. Quá trình chuẩn bị đi dù lượn của chú cún cũng được quay lại và đăng lên mạng. Sau khi luyện cho chú cún đi lượn dù 1 tháng, cặp chủ chó này còn đồng hành với nhau trên nhiều chuyến đi dù lượn khác nữa. Cho kẹo hay bị kẹo? Trên Internet có rất nhiều video đáng yêu về động vật khiến chúng ta phải kinh ngạc. Và tất nhiên gần đây lại có một video mới xuất hiện. Video ấy quay cảnh một con gấu đang lợi dụng mồ bí ngô mà hành sự. Khi nhắc đến bí ngô, người ta sẽ nghĩ ngay đến món latte bí ngô, bánh bí ngô, Halloween hoặc trò cho kẹo hay bị kẹo. Chúng ta còn có thể rang hạt bí ngô nữa. Nhưng mà vấn đề là gấu không bao giờ có trong danh sách liên quan đến bí ngô cả. Ta phải bổ sung danh sách ngay đi thôi. Con vật gian xảo bị bắt tận tay khi đang ăn bí ngô để trước cửa nhà. Nhưng nó chỉ đang làm theo bản năng thôi, dù là quả bí ngô ấy không có phải của nó. Khi gấu mệt mỏi về đến hang vào mùa đông, chúng sẽ ngủ đông và cơ thể chúng sẽ phải dựa vào chỗ chất béo dự trữ để sống. Vậy nên, chúng sẽ ăn thật nhiều trong những tháng trước khi ngủ đông và thường tìm đến những khu vực đông dân cư để tìm những bữa ăn dễ dàng. Tìm thấy rồi đấy, gấu ta không thể đợi đến Halloween để được thưởng thức món bí ngô. Khi chủ nhà thức dậy và thấy đống bí ngô bị gặm nhằm nhở trước cửa, anh đã kiểm tra video từ camera an ninh để xem điều gì đã xảy ra trong đêm. Bạn có biết vào mùa thu, người ta thường bắt gặp gấu đi ăn trộm và ăn bí ngô không? Đó là món khoái khẩu của chúng, và chúng cũng không ngại để lại một mớ hỗn độn phía sau đâu. Chúng cũng thích bí ngô như chúng ta thích bí ngô vậy, thậm chí có thể là thích hơn nhiều. Cá voi lưng gù bất ngờ xuất hiện. Chào mừng bạn đến với Alaska, và nếu bạn có đang ở đâu đó giữa đại dương thì rất có thể bạn sẽ nhìn thấy một chú cá voi lưng gù bất ngờ xuất hiện đấy. Chú cá voi vị thành niên này đang bơi rất gần bến tàu, và tất nhiên là người ta phải quay lại cảnh đấy ngay rồi. Cá voi lưng gù không phải là loài cá voi lớn nhất mà là cá voi xanh cơ. Thế nhưng chúng vẫn có thể dài lên tới 18 mét và nặng tới 40 tấn. Chân chèo của chúng cũng có thể dài tới 18 mét và đây cũng là phần phụ trong cơ thể lớn nhất trên thế giới. Đuôi của chúng cũng rất lớn và rộng tới 5 mét rưỡi. Chúng nổi tiếng vì phát ra những âm thanh du dương cũng như có thể xé tan mặt nước mà lao lên với khả năng nhào lộn đáng kinh ngạc. Tên của chúng xuất phát từ cái bướu lớn hình thành khi chúng cong lưng lại để lặn sâu xuống đại dương. Cá voi lưng gù không ở cố định chỗ nào mà lang thang khắp nơi trên thế giới. Nhưng nơi chúng có thể được tìm thấy sẽ phụ thuộc vào từng thời điểm trong năm. Vào mùa hè, nhiều cá thể cá voi lưng gù dành thời gian kiếm ăn ở các khu vực có vĩ độ cao như vịnh Alaska hoặc vịnh Maine. Trong suốt mùa đông, chúng sẽ bơi đến vùng nước ấm gần xích đạo hơn quanh Hawaii, Nam Mỹ và châu Phi. Và vì hiếu kỳ nên con cá voi này đã bơi đến gần con tàu đấy.